Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng bó sương, đôi khi mơ. Em bảo này, em đang cần một cái nồi. Nhà đầy nồi ấy em. Nhà nhiều nồi nhưng mà chỉ có đầy bếp với lại lỉnh kỉnh lung tung thôi, chẳng có cái nồi nào vừa ý em cả. Em buồn cười. Thế bây giờ em muốn nồi như nào? Anh, bây giờ anh, em không cần biết anh phải làm như thế nào. Anh phải đi tìm cho em một cái nồi mà có những, nó chỉ cần có những cái điều kiện sau thôi. Một là đơn giản thôi. Đơn giản thôi à, nhưng mà bếp nào cũng phải nấu được. Bếp ga, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại. À nếu mà có mất điện ấy thì đặt ngọn nến bên dưới cũng phải nấu được. Thứ hai, cái nồi này ấy là nó phải nấu được nhiều món. Nhiều món. Oh my god. Mộc hấp xào và có thể nướng được cả bánh nữa. Làm bánh trung thu, làm bánh tất tần tật các loại, nướng gà, nướng vịt cho hết vào cái nồi này. Nhưng mà điều kiện thứ ba này mới là quan trọng này. Nấu nó phải ngon. Phải ngon. Không phải như cắm lợn nhá, mà giá phải hợp lý. Hợp lý nữa. Anh đi tìm cho em. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Tìm bằng được cái nồi đấy cho em về đây. Lạnh của bà xã như vậy, bây giờ tìm đâu? Nhớ, phải tìm bằng được cái nồi đấy về đây cho em. Nhớ chưa? Why you always lying? Why you always... Bây giờ các bạn đợi luôn xem là luôn có tìm được cái nồi nào như vậy nhá. Vợ của tao thì tao xả, có gì sai, chỉ có vợ của tao là tao xả, chứ chẳng xả ai mà. Vợ tao đâu phải mình tao xả, chứ làm sao mà nguyên một xóm của tao đều rung xả. Vợ tao chứ đâu phải chỉ có riêng mình tao. Vợ của tao thì tao xả, có gì sai, chỉ có vợ của tao là tao xả, chứ chẳng xả ai mà. Vợ tao đâu phải mình tao xả, chứ làm sao mà nguyên. Như cái bộ này giá của nó là 1.400.000 rồi. Em ơi, cho anh hỏi là nhà mình ấy có cái nồi nào mà đang mà nấu bằng bếp ga bếp từ không? Có. Anh muốn đi ngầm luôn à? Ừ, tức là mình nấu được cả bếp ga bếp từ đa năng. Không có anh. Không có. Nồi cắm điện á? Nồi cắm điện nó nấu được hết cái đó. Còn nướng được bánh hoặc là quay thì xong đấy được. À, sau khi hỏi em nhân viên bán hàng thì em bảo là không có một cái nồi nào như tiêu chí của bà xã Luân đặt ra cả. Đây, chúng ta xem giá bao nhiêu nhỉ? Cái nồi này đây. Nồi thủy tinh rất là nặng luôn. À, nhìn giá này. 2.389.000. Oh my god. 2.389.000. Dù giá rất cao nhưng mà cũng không đạt tiêu chí của bà xã Luân đưa ra, mà nó chỉ nấu được mỗi một món thôi. Chứng tỏ là giá của các sản phẩm rất là cao. Rồi, dù không tìm thấy nồi mà bà xã yêu cầu thì bây giờ chúng ta thử dạo qua một chút xem giá của các loại nồi mà nấu một món như nào. Cái nồi này rất to, nồi này chắc nấu cho chục người ăn. 1.400.000. Cái chảo này, cái chảo này là 1.200.000. Chảo này 1.200.000. Cái bộ này đây, cả cái bộ nhỏ này, cái này nó rất nhỏ đấy, rất nhỏ, nhưng mà 2.500.000. À, mà xem, à, ví dụ cái nhỏ này, cái nhỏ con này có tay cầm, cái này chắc là nấu cháo hoặc nấu nồi kho gì nhỏ đó. Chúng ta xem giá rồi. 1.199.000. 1.199.000. Rất nhiều các loại luôn. À, rất nhiều các loại. Chúng ta sẽ đi chỗ khác. Chúng ta vừa vào Media Mart xong nhưng cũng không tìm thấy. Chúng ta thử sang bên Nguyễn Kim xem có cái lồi nào như vậy không. Bộ 5 nồi thủy tinh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 nồi thủy tinh này giá 5.290.000. Em ơi, anh hỏi bộ lồi này. Cái lồi này là mình sản xuất ở Mỹ.
cái này giá 5 triệu, cái này giá niêm yết là 6.560.000. Tức là bây giờ là nếu anh mua thì là được giảm 19%. 5 triệu 290 thì nó gồm. Năm đồ này. Không dùng hết rồi, cái hộp ngoại đây nha. Tức là cái nồi này mình chọn cái với cái nồi này mình chỉ dùng được bếp hồng ngoại và bếp ga, không dùng được cái từ. Không dùng bếp từ, không phải dùng lần được. Không dùng đâu. Cái này làm bằng chất liệu gì ạ? Thủy tinh. Thủy tinh. Nhưng mà với cái nồi này thì mình có thể gọi là nó giữ được dinh dưỡng. Khi mình nấu nó có giữ được cái dinh dưỡng tối đa. Bởi vì hôm nay là con anh bảo anh là phải đi mua một cái nồi, mua một cái nồi mà làm sao đơn giản mà nó dùng ra nhưng mà phải nấu nướng này, cái hấp xào này, nấu nướng hấp xào mà này có thể dùng được cả bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại. Thì không biết là nhà mình có cái đấy. Cái này là từ Cộng hòa Séc và 5.900.000 mua ra là giảm giá 2% là 4.590.000. Thế nhưng mà cái này mình có thể link. Mình link kiểu như cái nồi áp suất. Tức là cái đồ nó nướng cái này thì mình cũng chỉ gọi là chỉ một vài món. Thế bây giờ hơi khó mà không có cái gì đã đăng ký chế độ thì nhà hàng đã đăng ký chế độ. Nhà hàng mình nấu tất cả các món cho anh. Vợ nhé, thì em Linh thì em với vợ không có một cái nồi nào như vợ nói. Tức là vừa chiên, vừa xào, vừa hấp, vừa gọi là lẩu hoặc nướng trong một nồi. Mà tất cả những cái đó muốn thì cần phải mua những cái nồi khác nhau đúng không? Đó, ví dụ như nồi áp suất là phải mua riêng cái nồi áp suất. Nồi linh hầm là phải mua riêng linh hầm. Rồi ok, cảm ơn em. Như vậy là sau khi lượn một vòng để đi mua sắm tặng bà xã một cái nồi thì chưa thấy được cái nồi nào theo yêu cầu của bà xã cả. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào đây uống cà phê một chút. Sau khi uống cà phê xong thì thử gọi điện cho người thân xem có được chỗ nào không, nếu không thì đành bó tay vậy. Hình như là đây là một cái nồi mà Luân thấy bạn bè bảo hôm nay sẽ xem nó phải đúng là cái nồi mà nó đang tìm không. Đây là cái nồi này có tên là Aquin Queen. Chắc chắn đây cái nồi đúng nghệ tiền rồi. Chị ơi, hãy cho em cái nồi này. Chị em muốn mua là tận chị. Có mã số à? Bây giờ em không có thẻ là này. Còn có mình chỉ bán hàng cho thành viên thôi. Không có thẻ em thì đăng ký thẻ. Tức là nếu mình không có thẻ thì đăng ký cái thẻ đó. Vậy để muốn mua được cái nồi này thì chúng ta cần phải gọi là có một cái thẻ. Và nếu mà khi ban đầu chúng ta chưa có thẻ, chúng ta sẽ tìm một người nào đó có thẻ rồi có thể làm giúp chúng ta một cái thẻ, chúng ta có thể mua. Bây giờ Luân sẽ về, Luân sẽ tìm một người để giúp Luân làm thẻ để Luân có thể mua được cái chiếc nồi này để tặng bà xã mình. Bà ơi, đúng cái nồi em sai đi mua. Nồi đi em. Cái này thôi em. Nồi vùng này thôi á? Đúng rồi, nó chỉ mỗi một nồi vùng này thôi. Nhưng mà nha, nó đúng tiêu chí của em đặt ra cho anh nha. Thứ nhất là đơn giản đúng không? Có mỗi nồi với vùng đơn giản, không có dây dựa gì. Không có dây. Đúng không? Cái thứ hai nha. Không có cái ốc vít nào đâu. Không có ốc vít, không có dây gì cả. Cái thứ hai nhá, là gì? Là ở trong đây em có thể cho tất cả các món vào em có thể nấu được. Em cho gà, cho cá này, cho củ quả vào em vẫn có thể nấu được. Thậm chí em có thể nướng gà, nướng bánh, nướng bánh trung thu để cho con ăn nữa. Thật á? Ừ. Cho cá, cho gà, cho rau, cho củ quả vào đây để thành cắm lợn à? Nó không có cái ngăn nào mà. Em làm gì có ngăn? Em không biết rồi. Đúng vậy nhá. Do nó không có ngăn nào. Nhưng mà em biết không? Và đặc biệt nhá, là cái lồi này nó bảo hành vô thời hạn đấy. Hay người ta còn gọi là cái lồi con cháu ấy. Em dùng mãi sau cái này. Cháu của em cũng dùng được. Thật á? Ừ. Cháu em cũng dùng á? Thì đương nhiên. Vô lý làm gì mà cái nồi đơn giản. Em không tin à? Này. Thế cái nồi đơn giản như thế này mà lại làm được nhiều việc thế à? Tại sao? Nhìn đơn giản nhé, nhưng mà có mấy cái điều đặc biệt như này này. Cái thứ nhất về chất liệu của nó ấy, nó được làm từ 7 lớp. Ờ, 7 lớp. Trong đó có cái lớp gọi là thép không dỉ 18/8. 18/8. Bình thường ấy, trong chất thép ấy là nó có sắt và carbon. Nhưng đây trong đây nó có thêm là 18% gọi là chrome đấy.
để nó làm tăng cái độ cứng của cái sản phẩm này lên và sự bền bỉ của sản phẩm. Do đó nên em dùng được lâu, em dùng được đến đời con cháu của em. Em còn đánh rơi nó cũng không bao giờ bị gọi là móp mép hay gì cả. Em hiểu không? Còn 8% ấy là niken. Cái này là rất đặc biệt, đây là cái công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất ra rồi đấy. Cái niken này vào để nấu ăn này, khi em sử dụng qua một thời gian ấy, những cái thành phần ở trong đây hay nó không bị hoen gì, nó không bị phôi ra ngoài, nó dính đến thức ăn của em, gây độc tố thức ăn đó. Và ngoài cái chất liệu đấy, nó còn sử dụng công nghệ Optitem để hỗ trợ nấu ăn ở cái nhiệt độ thấp và vừa. Nên cái nồi này em muốn nấu ấy, chỉ cần ngọn lửa từ cái gọi là cái cục lếm thôi cũng được. Bởi vì sao? Nó phân bổ nhiệt toàn bộ cái nồi này lên thức ăn. Nóng bằng nến đúng không? Đúng rồi. Lên thức ăn ấy của em khi cho vào đây, nhiệt độ nó phân bổ đều lên thức ăn của em sẽ chín đều, chứ không phải chỗ này chín chỗ kia sống. Đó, điều đặc biệt tiếp theo á là nó sử dụng phương pháp nấu ăn Vitalock á, vitamin lock á, tức là gì? Khóa lại cái dưỡng chất dinh dưỡng, tối đa cái dinh dưỡng của thực phẩm ở trong cái nồi này. Đó. Và cái phương pháp này là mình chỉ cần gọi nấu ăn với cái lượng nước ít hoặc không cần thôi. Đó. Và tất cả nước đấy nó ra được phẩm. Cái này ấy, nó được chứng nhận LFF ấy. Đây là một tổ chức ấy, là chứng nhận về các sản phẩm và độ an toàn cho người sử dụng ấy. Cái tổ chức này nhá, là nó được gọi là 3 cơ quan nổi tiếng trên thế giới đánh giá. Cái thứ nhất ấy, là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Cái thứ hai chính là Cơ quan Quản lý về Sức khỏe và An toàn Lao động của Mỹ và của Hội đồng Tiêu chuẩn của Canada. Thế cứ với cái anh Mỹ với Canada mà duyệt thì em cũng duyệt. Thì em duyệt. Em duyệt không? Duyệt. Thế có hài nào không? Cho lên bếp nấu luôn. Khép đôi mi cùng bó sương, đôi khi mơ cùng bó giấc, thức giấc chung.